Xin kính chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Hiền Toyota. Thì hôm nay em sẽ làm một video giới thiệu về bản Mazda 3 phiên bản Sport Hatchback đang có mặt ở Hiền Toyota chi nhánh Bình Triệu, 806 quốc lộ 13. Thì bản này sản xuất năm 2021 nha cô chú anh chị. Ở phiên bản này thì Mazda 3 trang bị khối động cơ 2.0 cho bạn Mazda 3 này. Xe vừa mới đi được 19.000 km thôi, xe rất là đẹp luôn, cực kỳ keng, sơn zin lên đến 99% luôn nha. Mức giá rất là hợp lý, tiết kiệm cho cô chú anh chị gần 150 triệu so với việc mua xe mới. Ngoài ra bạn này là biển số thành phố nữa, cô chú anh chị nào mà hộ khẩu thành phố mua xe này sẽ tiết kiệm ngay lập tức 150 triệu luôn. Thì để em chỉ quay cận cảnh bạn này trong video ngày hôm nay cũng như là cập nhật giá bán cho cô chú anh chị nha. Thì để nói về tổng thể, xe này có một thiết kế rất là bắt mắt, cực kỳ thể thao luôn, rất đẹp. Trong phân khúc xe tầm trung thì theo em chỉ nhận định, Mazda đã trau chuốt thiết kế của mình, làm cho chiếc xe của mình trở nên nó rất là sang trọng, đẹp, mà lại cái phông dáng nó giữ được cái phông dáng, có thể nói là sao ta? Nó không bị mau lỗi thời xuống đời, bởi vì Mazda cũng giống như nhà Toyota đã rất là lâu mới thay đổi cái thiết kế, nên là những chiếc xe nó không bị mau cũ, nó mới hoài à. Thì hatchback là gì thì em chỉ xin giải thích luôn, hatchback là xe 5 cửa, tính luôn cái cửa cốp nè, là xe 5 cửa nha, gầm thấp 5 cửa này, có thể gọi là đuôi cụt đó. Thì phiên bản Sport này cũng có 3 dòng, đó là dòng tiêu chuẩn, dòng Luxury và dòng Premium. Deluxe là tiêu chuẩn, Deluxe, Luxury và Premium. Thì xe này là phiên bản Luxury, phiên bản giữa. Nếu như mà cô chú anh chị mua xe mới đó, thì tầm mức giá tầm 840, trên dưới 840. Và hiện Toyota đang chào bán bản này chỉ với mức giá là 695 triệu, còn thương lượng khi cô chú anh chị xem xe trực tiếp tại cửa hàng. Đây, ghế da màu đỏ cực kỳ đẹp luôn. Xe còn được trang bị cửa gió phía sau nè, cửa gió là ghế thứ hai, rất tiện nghi luôn. Cửa sổ trời, trần là trần nỉ màu đen, rất sang trọng. Mazda thì ngoài thiết kế đẹp ra thì còn nhiều công nghệ nữa. Xe có lẫy số trên vô lăng nè, này thể thao chắc chắn là phải có rồi, ga tự động nè, rồi auto hold, thắng tay điện tử, sport đầy đủ luôn. Ở phiên bản này á, thì phiên bản mới này á, thì Mazda đã được trang bị cái màn hình nó bự hơn so với phiên bản cũ, dài hơn nha. Đây, xe đi 19.000 km nguyên bản luôn, công nghệ cũng rất là nhiều. Ghế là ghế chính điện nha, ghế chính điện, có nhớ vị trí ghế. Xe vừa mới đi được 19.000 cây thôi nên là máy móc có thể nói là rất là đẹp. Đây, về máy của Mazda đó thì em đi nhận định đó, cực kỳ êm. Máy xăng của Mazda cực kỳ êm luôn. Xe ở Hiền Toyota luôn cam kết cho cô chú anh chị về chất lượng, không đâm đụng ngập nước cũng như là bung rã động cơ. Km là nguyên zin luôn nha. Sùng chỉ là còn y nguyên luôn. Thì xe này có thể đi test hãng nha. Hiền Toyota đã cam kết rồi thì có thể đi test hãng luôn. Nếu như mà cái hãng ra lỗi thì Toyota xin chịu hoàn toàn cái tiền test luôn. Đăng kiểm xe này còn tới tháng 11 năm 2023 lận nha. Thì với động cơ 2.0 tiêu hao nhiên liệu của bạn này tầm 7,5 lít tới 8 lít 100 cây thôi, do xác nó cũng nhẹ đó. Xe rất thể thao, đi cực kỳ đẹp, đi gia đình, đi chơi rất là ok. Đây, nếu như mà cô chú chị nào
đang tìm kiếm cho mình một chiếc xe để thể hiện cái phong cách sống của bản thân, đi gia đình, thích màu đỏ, thể thao một chút xíu, thì đây là một sự lựa chọn rất là hợp lý luôn. Với mức giá chỉ 695 triệu, cô chú anh chị đã có thể sở hữu cho mình là một bạn Mazda 3 phiên bản Sport Luxury, động cơ là 2.0, đời 2021, đi được 19.000 km, biển số là biển số thành phố. Cảm ơn. Nếu như mà cô chú anh chị nào muốn xem xe thì hãy đến ngay hiện Toyota 806 quốc lộ 13 chi nhánh Bình Triệu đó để xem xe, thử xe luôn nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã theo dõi video tới thời điểm hiện tại. Em chỉ xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe và niềm vui cho cuộc sống. Nếu như mà cô chú anh chị thấy thích thì hãy bấm ngay like, share, đăng ký kênh và bấm chuông để cập nhật những video mới nhất của kênh nha. Em chỉ xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video lần sau.